Yo, what's up mấy bạn? Mình Trung đây. Bữa nay Trung sẽ làm một cái video. Mục đích của cái video này á, là Trung sẽ review lại những cái supplement mà Trung đã xài từ cái hồi khoảng 1 năm trước. Thì do là mấy bạn ở trên YouTube cũng như là trên Facebook có muốn Trung nói về cái những cái sản phẩm supplement mà Trung đã từng xài. Thì hôm nay là Trung sẽ nói lại những cái đó. Thì thời gian mà Trung tập luyện á là từ hồi cấp 3 đến giờ là khoảng được được 5 năm, tính Tết vừa rồi là được 5 năm. Thì thực ra thì 4 năm đầu tiên á thì Trung tập bình thường, ăn uống bình thường, thực phẩm gọi là thực phẩm rắn á, là mình ăn bình thường chứ mình Trung không có sử dụng supplement khoảng thời gian đó. Thì khoảng 1 năm gần đây á, khoảng 1 năm hơn gần đây thì là Trung có sử dụng supplement. Thì mới đầu là Trung bắt đầu với lại whey, cũng lúc đó cũng chưa biết BCAA hay là pre workout là gì, chỉ biết là cái whey đó nó thần thánh lắm này nọ kia, cho nên là Trung mới quyết định là mua xài thử. Thì cho nên là thì hôm nay Trung sẽ nói về một chút về từng thứ mà Trung đã xài. Thì nó không nhiều nhưng mà cũng cũng có thể là cái có thể là sử dụng cho các bạn sinh viên cũng được. Ok, thì mấy bạn thông cảm, Trung phải đeo cái tai nghe này ở đây á, bởi vì là do hôm bữa đang quay vlog thì bị rớt cái điện thoại này xuống, rớt ụp xuống vậy, rớt ụp cái mặt lưng xuống á, thì không biết sao mà Trung quay camera trước thì nó không có thu tiếng nữa, chắc là do bị hư cái mặt mic mic của cái camera rồi, còn quay camera sau thì bình thường, cho nên là phải gắn cái tai nghe vô á, thì quay camera trước á thì nó lại thu tiếng được, nên là Trung phải đeo cái tai nghe ở đây nói chuyện với mấy bạn dễ nghe hơn. Thì đầu tiên thì trong cái supplement thì Trung có sử dụng là pre workout là một, whey protein, fish oil, multivitamin, rồi tất cả chỉ có 4 loại vậy thôi. Thì đây là pre workout của Trung, đây là 3 loại ha, whey protein, còn cái này là creatine của Trung. Đầu tiên là Trung sẽ review về pre workout ha. Thì đối với lại pre workout thì Trung có Trung không có uống pre workout gọi là người ta làm sẵn, như là những cái hộp như là C4 nè, gọi gì nữa ta, Outlive rồi, hay là cái gì đó Trung không có biết, Trung không có nhớ, tại Trung không có xài nhiều. Nhưng nhớ 2 loại đó, C4 thì nổi tiếng rồi. Thì đó là mấy cái mà họ đã mix sẵn. Còn Trung thì Trung là tự mix cái pre-workout của mình. Thì pre-workout thì có 4 loại tất cả ha. 4 loại thì đầu tiên là Trung sẽ mix Beta-alanine. Sau đó thì Trung có mix là L-citrulline của tất cả đều của Bud Supplement hết ha. Tiếp là L-arginine, XCLs của Bud Supplement luôn. Thì sau đó là mix creatine. Có một người nói với Trung là nên mix cả BCAA nữa, nhưng mà Trung nghĩ là Trung sẽ không mix BCAA đâu, tại vì BCAA thì Trung nghĩ là một thì mình có thể sử dụng sau tập hoặc là trong lúc tập cũng được. Thì nó rất là có nhiều luồng tranh cãi cái khoảng thời gian dùng BCAA, thì Trung cũng chưa chưa có rõ lắm về cái thời gian sử dụng đó, thì Trung sẽ nghiên cứu sau. Trung sẽ review một chút về beta alanine ha. À, mình sẽ nói trước luôn á là những cái review của Trung là do bản thân Trung, chứ Trung không có học gì gọi là cao siêu gì hết, chỉ là những cái mình có thể nghiên cứu được trên mạng, mình lấy trên mạng về rồi mình tự mix, rồi cảm nhận của cá nhân của mình, rồi kinh nghiệm cá nhân, chứ Trung thì Trung không có gọi là đi học về cái này. Nhưng mà thật ra thì Trung có đọc sách của NASM, NASM, nhưng mà chỉ nó là background knowledge thôi, nó hoàn toàn chung chung thì nó không có cụ thể vô bất cứ gì, kiến thức của nó rất là chung chung. Mình đầu tiên thì Trung sẽ nói về cái bịch này ha, thì là bịch beta alanine.
Thì đối với beta-alanin thì thằng này là nó có cái tác dụng là thì tại vì Trung có đọc nhiều ở trên mạng thì nó có liên quan nhiều tới carnosines. Thì cái carnosines đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta là hoạt động được lâu hơn, vì là nó sẽ giúp cho chúng ta tập luyện trong cái cường độ rất là cao, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái việc mà cơ thể bị mệt, hay là cái cơ bắp của chúng ta nó bị mệt, thì nó sẽ ngăn chặn cái việc mà cái lượng nồng độ BX ở trong cái cơ thể của chúng ta tăng, ở trong cái muscle cells là trong cái cơ của chúng ta tăng cao, thì nó sẽ ngăn chặn cái điều đó và nó giúp cho cái muscle này hoạt động được cái thời gian là lâu hơn cái bình thường. Nếu mà không có trong lâu hơn là khi không có beta-alanin thì nó sẽ giúp cho chúng ta hoạt động tập luyện gọi là lâu hơn được, gọi là tăng cái thời gian tập luyện ra. Tóm lại á, là nó sẽ giúp cho chúng ta tập luyện lâu hơn. Còn về mảng khoa học thì thực sự là Trung không không có nắm được lắm. Tại Trung chỉ biết là nó sẽ giúp cho chúng ta là tập luyện được lâu hơn ha. Bịch này của Trung là 1 ký, 1 ký thì 1 ký thực sự nó sử dụng rất là lâu, mà do cái này á, do mấy cái bịch pre-workout này á là do bạn Trung nó share lại, tại vì hai đứa mua thì share đôi ra thì 500 gram, tất cả đều 500 gram hết. Thì thực sự là xài rất là lâu, Trung xài từ năm ngoái đến bây giờ, từ 2016, từ hồi tháng 4 năm 2016 á, đâu lâu hơn, tháng 5 tháng 6 2016 tới bây giờ luôn, bây giờ là tháng 3 của 2017 rồi mà bây giờ nó mới hết beta alanin, bây giờ mới hết nha. Còn hai cái bịch kia á, thì vẫn còn, thì cái bịch này là chung hết rồi nên chung không cho mấy bạn coi coi được cái bột. Thì nó sẽ giống như là cái bột này á, nó thật ra không phải là bột, nó giống như là cái hạt đường vậy đó. Trong cái bịch này thì nó giống nó hơi sạn sạn giống như là cái hộp đường của chúng ta. Thì cái này á, thì khi mà mấy bạn nào mới á, sử dụng thì nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ, nó không có tác dụng phụ của nó, nghe tác dụng phụ thôi chứ nó không có xấu ha. Nó sẽ gây ra chúng ta là giống như là có cái kiến cắn hay giống như là kiến nó bò dưới cơ vậy đó. Một số người sẽ bị khác nhiều chỗ khác nhau, có người bị nặng, có người bị nhẹ. Thì nếu mà hạn chế được cái việc đó thì chúng ta không nên uống vào lúc mà bao tử nó đang trống, nghĩa là chúng ta phải tương đối là bụng chúng ta có tương đối là hơi no no một tí. Ok, tiếp theo thì sẽ là hai thằng họ hàng với nhau là L arginine, XCL, Chulin, L-citrulline ha. Thì L-citrulline này của Trung nó là L-citrulline chứ không có L-citrulline Malay ha. Hai cái đó khác nhau. Thì cái L-citrulline Malay á thì nó sẽ mix với lại một cái loại một cái hợp chất nào đó khác. Cái L-citrulline này thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho cái cơ bắp của chúng ta nó nở, nó pump hơn, nó căng hơn trong quá trình tập luyện. Thì ngược lại thì thằng L-citrulline malate thì nó sẽ cái lượng mà chúng ta xài nhiều hơn á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng về cái độ sức mạnh và cũng như là sức bền trong quá trình tập luyện. Đó là chúng ta sẽ cũng sử dụng khoảng 3 gram. Hai thằng này nó gần như là giống nhau, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là nó sẽ giãn nở cái blood vessel, có nghĩa là cái mạch máu của chúng ta ra, thì đồng thời đồng nghĩa là nó sẽ cho lượng máu vào cơ nhiều hơn, cho nên là cái cơ bắp của chúng ta nó sẽ thâm hơn trong quá trình tập luyện. Thì Trung biết một số là cái thì đây là supplement ha, còn nếu mà muốn bổ sung theo tự nhiên thì Trung biết mà là L-citrulline này nó có nhiều ở trong dưa hấu. Thì người ta recommend là nếu mà để nạp đủ cái lượng mà supplement citrulline này vào cơ thể thì sẽ phải ăn rất là nhiều dưa hấu. Nhưng mà no, ăn nhiều dưa hấu nó sẽ có cái chất axit gì đó, nutritic gì đó Trung không có nhớ nữa, nhưng mà nói chung là nhiều cái đó nó sẽ thì bạn sẽ gặp Tào Tháo nhiều hơn trong một ngày đó. Cho nên là chúng ta mới có cái supplement này chứ không thể nào mà chúng ta ăn dưa hấu nhiều đến mức như vậy được.
cái L-citrulline này á, nó khi nó đi qua gan của chúng ta thì cơ bản là nó cũng sẽ hình thành thành arginine là cái loại lúc nãy. Thì hai cái lợi ích của thằng này á, thì một cái là pump cơ như chúng nói lúc nãy, một cái là tăng cái GX là growth hormone. Thì cái đó thì cái lượng arginine cao sẽ giúp chúng ta tăng cái lượng GX, tăng cái lượng GX lên, thì là nó sẽ giúp cho recovery nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn, phát triển cơ bắp tốt hơn. Đó là một cái lợi, nó là một cái lợi ích thứ hai của L-citrulline với lại L-arginine. Khi chúng ta có cái lượng GX cao trong quá trình tập luyện á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tập được nặng hơn là một, tăng sức mạnh, tăng strength, đồng nghĩa với việc là tăng muscle gain, tăng cơ. Đó. Cái thằng hai thằng này thì cái lượng mà arginine cao ở trong cơ thể á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có thể là một gì đó, một phần nào đó đốt mỡ trong quá trình tập luyện nữa. Thì vì là nó sẽ kích thích cho những cái tế bào cơ chúng ta là nó lấy phát ra để nó đốt. Cho nên là nó sẽ có tác dụng một ít nữa là đốt mỡ. Thì người ta cũng recommend là người ta cũng khuyên khích là chúng ta có thể xài citrulline với lại L-arginine cùng lúc với nhau đều được. Cái đó tại vì Trung cũng xài rồi, Trung thấy tác dụng rất là tốt. Thì lát nữa thì Trung sẽ ghi cái lượng công thức mà chúng ta sẽ mix như thế nào lên lên đây. Creatine. Nhưng mà creatine này á thì Trung lại ngưng sử dụng rồi, tại vì là nó tích nước khá là nhiều. Với lại nếu mà ai mà có tiền sử về bệnh thận á, thì chúng ta không nên xài creatine ha. Tiền sử về bệnh thận hay là có bệnh thận bẩm sinh gì đó, chúng ta không nên xài creatine. Thì nếu mà các bạn xài creatine á, thì mấy bạn nên nó creatine này nó sẽ có cái gọi là cái loading phase, là cái lần đầu tiên mà chúng ta dùng á, thì chúng ta phải có cái thời kỳ là chúng ta cho cơ thể quen dần với lại cái creatine. Đây thì cái loading phase cho cái creatine thì nó sẽ hai loại, một cái là rapid, một cái là slow, thì một cái là nhanh, một cái là chậm. Thì cái nhanh thì chúng thấy nó hơi có gì đó phi khoa học một tí, nó hơi kiểu vậy, không phải phi khoa học nhưng mà nó hơi nhiều. Thì người ta có nói là một ngày đầu, một tuần load khoảng 20 gram creatine một người, chia ra nhiều lần trong ngày, từ 3 đến 4 tiếng thì chúng ta uống một lần. Nhưng mà theo Trung thì nếu mà như vậy thì nó sẽ không khoa học lắm. Bản thân Trung cũng không khoa học lắm, thì Trung sẽ không load như vậy. Thì Trung sẽ sử dụng cái slow loading phase, thì nó sẽ có vẻ là nghe nó hợp lý hơn. Thì người ta recommend là từ 3 đến 5 gram một ngày cho đến một năm, trong trong cho khoảng đến một tuần đầu tiên. Thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quay về, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng như vậy khoảng từ 3 gram đến 5 gram trong một ngày. Thì nó là chậm nhưng mà nó sẽ chắc ăn hơn, tại vì chúng nghĩ là như vậy thì cơ thể chúng ta nó sẽ quen dần hơn. Creatine này á nó không ảnh hưởng tới thận ha, chỉ là ai có bệnh thận hoặc là ai có bệnh thận hoặc là bệnh thận bẩm sinh thì chúng ta không nên sử dụng creatine, tại vì nó tích nước là có thiệt. Còn nếu xài creatine mà để bị bệnh thận thì không có ha, cái đó là sai. Chỉ có những người nào bị trước đó rồi xài creatine thì mới không được thôi. Creatine thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể là giúp cho cái quá trình mà chúng ta hấp thụ protein, là gọi là protein synthesis, nhanh hơn. Thì người ta recommend là xài creatine chung với lại là cái protein shake sau tập. Thì là như vậy thì nó sẽ tăng cái hấp thụ protein tốt hơn. Đương nhiên là chúng ta vẫn cần carb để chúng ta hấp thụ cả protein nữa, nhưng mà creatine này á thì nó sẽ tăng cái quá trình nó nhanh hơn một chút. Cho nên là creatine có thể là xài sau tập cũng được. Có đọc nhiều trang á thì họ nói là no taking timing for creatine, nghĩa là chúng ta sẽ không có một thời gian cụ thể nào hay là không có một cái thời gian bắt buộc nào mà chúng ta nạp creatine cả. Chúng ta có thể nạp bất cứ lúc nào cũng được, lúc sáng, trong ngày, bất cứ lúc nào cũng được. Cho nên là chúng ta sẽ không cần thiết là phải chú trọng vào cái việc mà nạp
creatine lúc nào, nhưng mà nó hiệu quả lúc nào á, thì Trung nghĩ là sau tập nạp chung với lại whey protein thì nó sẽ tốt hơn. Thì thường thì Trung sẽ mix creatine nửa muỗng thì 1 ngày 5 gram đúng không, thì sẽ 2,5 gram trước tập, 2,5 gram sau tập chung với lại protein shake, thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Ok, thì đó là 4 loại mà Trung sẽ mix trước trước tập pre-workout. Thì Trung sẽ nói lại là beta-alanine, L-citrulline, L-arginine, XCL. À, rồi creatine, thì trong đó có creatine nữa. Thì cái công thức của chúng ta, thì cái công thức của chúng ta sẽ mix là, Trung mix là 3 gram beta-alanine. Hiện tại đó, thì là 6 6 6 gram L-citrulline, khoảng 2 đến 3 gram L-arginine XCL ha. XCL này nó hấp thụ rất là nhanh. Những cái nào mà hấp thụ rất là nhanh thì nó sẽ có, hấp thụ nhanh hơn thì nó sẽ có cái chữ XCL ở đây. Kể cả creatine cũng vậy. Cái của Trung xài là creatine monohydrate thì nó sẽ hấp thụ lâu hơn là creatine XCL. XCL của creatine sẽ hấp thụ nhanh hơn ha. Còn creatine này thì Trung sẽ sử dụng khoảng 5 gram như Trung nói một ngày, thì 2,5 gram trước tập, 2,5 gram sau tập chung với protein shake. Ok, sẽ tiếp theo là sẽ nói về whey protein. Thì lúc nãy Trung nói là có sử dụng pre-workout rồi, thì sau khi tập đơn giản chúng ta chỉ cần uống 1 đến 2 muỗng whey protein là xong, là rất là tốt. Kèm chung với lại creatine nó sẽ tăng cái quá trình hấp thụ lên. Rồi chúng ta có thể trong quá trình mà chúng ta uống vậy, chúng ta có nên 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 nạp thêm carb, là thêm tinh bột để tăng quá trình hấp thụ cho protein. Thì carb thì trong khi tập, sau khi tập thì chúng ta có thể ăn chuối ha, mang theo 1 2 trái chuối gì đó ăn kèm vào trong lúc chúng ta đang uống protein shake. Thì chúng thấy nhiều phòng tập họ rất là có họ có bán chuối ở phòng tập, thì mấy bạn có thể ăn chuối để tăng cái carb lúc đó lên rất là tốt. Hoặc là các bạn có thể kiếm cái nguồn carb hấp thụ nhanh nào đó thay thế cũng được. Thường thì Trung sẽ ăn chuối, thì là đơn giản nhất, dễ ăn nhất mà rất là ngon, chung với lại protein shake. Hoặc là mấy bạn có thể chuẩn bị trước từ ở nhà, mấy bạn có thể xay whey protein chung với lại chuối, creatine, sau đó là chúng ta sẽ chúng sinh tố rồi đó, chúng ta sẽ thành một cái protein shake sau tập. Thì sau tập chúng ta sẽ uống cái chai đó là ok. Nó cái này, cái ISO 100 này á là cái hũ whey protein đầu tiên mà Trung có, là Trung được mua ha, là rất là quý, nhưng cũng còn giữ cái hộp này lại làm kỷ niệm. Nhưng mà thực chất bây giờ Trung sử dụng là Trung sử dụng My Protein, thì nó sẽ giá cả cũng như là cái liều dùng nó sẽ kinh tế hơn. Trung sẽ sử dụng là 2 scoop, tùy, một scoop ngày những cái cho cái những cái nhóm cơ nhỏ, còn 2 scoop cho những ngày nhóm cơ lớn hạn như chân, ngực, lưng chẳng hạn. Thì Trung sẽ sử dụng khoảng 2 scoop sau khi tập. Thì protein, whey protein sẽ Trung thường sử dụng tốt nhất là vào lúc sáng mới khi ngủ dậy, chúng ta uống 1 scoop, sau tập chúng ta uống từ 1 đến 2 scoop là ok, chúng ta không cần phải uống thêm gì hết trong ngày. Thì nó chỉ là supplement, thì nó sẽ bổ sung thôi, chứ nó sẽ không thay thế bữa ăn được nha. Chúng ta sẽ không thay thế được bữa ăn bằng whey protein. Chúng ta phải ăn chất rắn để cho cái bao tử của chúng ta nó co bóp. Chứ nhiều bạn là lạm dụng protein quá, thành ra là chúng ta chỉ uống nước thôi, nó là chất lỏng. Nó có calorie ha, nhưng mà nó là chất lỏng. Khi chúng ta uống vô bao tử chúng ta trong cái khoảng thời gian là cần là co bóp chất rắn ha, thì nó co bóp, nhưng mà nó lại đi co bóp cái chất lỏng nó khá là nước. Thì dần dần Trung nghĩ là nó sẽ bao tử nó sẽ teo lại, và chúng ta sẽ ăn ít hơn. Bị ăn ít hơn thì đồng nghĩa với việc là no gain, không có tăng cơ. Thì chúng ta phải ăn chất rắn rất quan trọng. Đó là gà nè, thịt bò này nọ kia, chúng ta phải ăn vô cơm để mà cơ bao tử cho chúng ta nó co bóp, chứ chúng ta không thể nào mà uống protein thay thế bữa ăn cả, no way. Còn về whey protein á, thì lúc nãy Trung có đang nói dở là nó sẽ có nhiều loại, là có 4 loại lúc nãy Trung kể đó. Thì
Đối với bạn nào không có điều kiện á thì chúng ta có thể xài whey blend hoặc là whey concentrate cũng được. Nó sẽ rẻ đi được vài trăm ngàn, khoảng từ 3 đến 400 ngàn, hoặc là đó, nếu mà chúng ta biết kiếm chỗ nào quen thì rẻ được từ 3 đến 400 ngàn. Còn không thì khoảng 200 ngàn thì cũng khá là kinh tế. Chúng ta có thể xài cái whey blend là được rồi, không cần nhất thiết là phải concentrate, không cần nhất thiết phải là isolate hoặc là thậm chí là hydrolyze thì nó không nhất thiết. Không nhất thiết chúng ta phải xài mắc tiền như vậy. Bạn nào có điều kiện chúng ta có thể xài. Bạn nào điều kiện ít hoặc là không có điều kiện thì chúng ta có thể xài những cái loại rẻ hơn, whey blend chẳng hạn này nọ kia. Đừng quá chú trọng vào whey protein, bởi vì nó không phải là cái gì đó thần thánh mà giúp chúng ta tăng cơ cả. Cái chúng ta tăng cơ đó là cái chúng ta ăn, chứ không phải là chúng ta uống đâu. Cho nên nhớ là phải ăn chứ. Ok, thì đó là một số những cái chia sẻ mà Trung muốn nói với các bạn. Thì chắc là nó sẽ vẫn chưa đầy đủ đâu, hoặc là có những cái mà cá nhân Trung biết biết nó còn chưa chưa đúng lắm này chẳng hạn, thì các bạn có thể comment ở dưới để góp ý thêm cho Trung, coi như là chúng ta trao đổi chia sẻ với nhau ha. Thì cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Peace. Ok, thì sau khi quay cái review supplement cho mấy bạn thì giờ chúng ta ăn cơm. Thì bữa nay là mẹ làm gà chặt ra làm chua ngọt ha, rồi chúng sẽ ăn chung cái đó với lại bông cải cơm. Ok, sẽ khá là ngọt, là món khoái khẩu của chúng á.